anh hùng, ta chính là Kiếm Linh. Thiên thư có ghi lại, vị dũng sĩ đầu tiên vượt qua được kiếm trận sẽ là người kế thừa tinh diệu. Chúc mừng nhận được sự công nhận của thiên thư, mở ra kỷ nguyên mới. Sư tôn đang chờ người ở phía trước. Nghe nói ngài vừa mới thuần hóa được một chiến sủng đó. Anh hùng, ngươi sẽ nhận được sự công nhận từ chiến sủng. Truyền nhân tinh diệu, ta nguyện sát cánh chiến đấu cùng ngươi. Chúc mừng mở tính năng chiến sủng. Hãy dẫn theo chiến sủng truy kích ma tộc. Tuyết Hồ là dương tộc Thanh Khâu, có cùng huyết thống với thánh chủ Linh Diệu. Không ngờ lại bị Lan Dương dây khốn tại đây. Nhớ phải thật cẩn thận đó. Sức mạnh tinh diệu quen thuộc quá. Cảm ơn chính bạn có thể hùng. Ngày sau ta sẽ báo đáp. Thánh chủ tinh diệu vốn là tổ tiên của Thanh Khâu ta. Tuyết Nhi bằng lòng trợ giúp công tử nhận lấy tinh diệu. Xích nham thú và bích thủy thú từng thuộc về bá chủ Hắc Diệu và thánh chủ Tinh Diệu. Đánh bại những đệ tử này, ta sẽ ban chúng cho ngươi. Đầu chọn thú cưỡi. Thú cưỡi có thể tăng bậc, nhận thêm nhiều bích thủy thú. Khu biển sâu dạo gần đây thường hay xâm phạm biển Thương Trúc. Chắc chắn Đông Hải đã có chuyện, hãy mau điều tra. Thiếu hiệp thân thủ siêu phàm, khiến người khác bái phục. Tuyết Hồ nói chờ ngươi ở Cận Thủy Lâu, mau đến đó đi.